Vâng, và sau đây em test con âm ly đèn Kewin 300B khủng long bảo chúa thuộc thuộc trong phân khúc khá là tầm trung cao cấp của hãng nha. Và đây là khiển em nó thì các bác có thể tăng được volume. Đấy. Chỉnh vâng, chỉnh kênh đầy đủ ở trên này. Dây nguồn và bốn mâm cầu chì theo máy secure vẫn còn. Test cho bác khách nha, con này nặng lắm các bác, to, size 46, bóng 300B. Bình thường các bác nghe hai bóng là đủ phê rồi. Đây cho bốn bóng luôn. Thường thường đa số thì anh em chơi hai bóng 300B thì chơi tăng loa bắt 40 là vô tư rồi. Còn em này là chuyên trị cho em đôi công suất lớn. Thì sau đây em đánh với cặp boss 464 thôi nha. Boss 464 mà đánh đèn các bác nghe đã phê rồi, thì những cặp loa cao cấp như là tăng noi hay là JBL chuyên nghe nhạc thì nó như thế nào nữa. Cặp loa này đang em đang đang giao các bác là 34 triệu nha, rất rất là tốt quá. Vừa nghe vừa trưng bày là dòng loa hay nhất của boss các bác. Nó dòng nghe nhạc hay nhất của boss. Rồi sau đây em mời các bác cùng thẩm âm nha. Dùng khiển giảm volume xuống thì các bác em đang test nhạc mạng nha, các nhạc nhạc YouTube đó, mà các bác thấy độ nét âm thanh từ những con ly đèn nó cho ra với cặp Boss 464, một trong những dòng mà loa rất là hay của Boss. Em về một cặp thì mới về em cũng đã quay chi tiết rồi. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu cặp Boss 464 với giá cực kỳ tốt trong mùa này thì alo cho em, đây là em test cho bác khách nha.